Bão Doxori đang quét qua vùng biển phía bắc của đảo Luzon, Philippines. Cường độ vẫn rất mạnh, cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão sẽ đi theo hướng Tây Bắc và vẫn giữ cường độ cấp 15, giật trên cấp 17. Khoảng sáng sớm mai, bão sẽ vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Đông Bắc Biển Đông, sau đó di chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến, Quảng Đông của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ chiều và đêm nay, phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vâng, dù được dự báo là sẽ không đi sâu vào các vùng biển ven bờ hay là đất liền nước ta, thế tuy nhiên là hoàn lưu của bão vẫn sẽ gây thời tiết xấu cho khu vực Bắc Biển Đông từ chiều và đêm nay. Vì thế mà ngư dân cũng như là bà con vẫn cần thường xuyên theo dõi những cái diễn biến thời tiết về cơn bão này để có thể chủ động ứng phó. Vâng, cảm ơn chị với những lưu ý vừa rồi. Hệ thống thiết bị giám sát bằng camera thông minh vừa được thành phố Hội An tiếp nhận vào chiều ngày hôm qua và sẽ được triển khai ngay trong mùa mưa bão năm nay. Vâng, và điểm đặc biệt đó là các camera này có khả năng ghi nhận và cảnh báo lũ lụt ở những khu vực đáng báo động trên các tuyến phố, từ đó giúp Hội An sớm phát hiện và ứng phó kịp thời với những biến động thời tiết. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị giám sát này còn giúp nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu phố cổ, góp phần giúp Hội An trở thành đô thị di sản thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong việc bảo tồn di sản, quản lý du lịch, môi trường và giao thông.